cơ trầu xin được định giới đón dâu tổ chức hôn lễ, hay được gọi là cơ trầu xin cưới. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ được chào đón sự quay trở lại của bốn đỉnh thân phụ chủ rể nước Anh, đại diện gia đình nhà trai chính thức thông báo về lịch trình cụ thể. Xin được trân trọng quý mời ông. Kính thưa quan viên đại họ, kính thưa quan viên toàn bộ các chú ý là bài hôm nay thì gia đình nhà trai chúng tôi cũng thông báo về cái giờ rước dâu thì cũng được sự nhất trí của bên bạn nhà gái và được chính quyền địa phương cũng đã xác nhận vào bản đăng ký kết hôn có 2 tuần thì theo giờ lịch của gia đình hai bên đã thống nhất thì đúng 8 giờ ngày mùng 1 tháng 5 tức là ngày 12 tháng 4 thì gia đình bạn nhà trai sẽ có mặt tại gia đình bạn nhà gái. Thì thời gian diễn ra tầm 15 đến 3 phút thì gia đình nhà bạn nhà trai sẽ xin dâu và sẽ về đến quê bạn nhà trai tầm khoảng 11 giờ đến 11 giờ đấy thì sẽ tiến hành hôn lễ vào cái thời gian theo lịch giữa bên gia đình đã thống nhất. Và để cho bạn là gia đình xin cảm ơn tất cả các vị quý khách có mặt tại hôm nay về lịch của gia đình bạn nhà trai và bạn nhà gái là thống nhất như thế, xin cảm ơn. Vâng thưa quý vị, như vậy chúng ta đã được lắng nghe rất rõ về khung giờ của gia đình nhà trai đã cân nhắc lựa chọn để câu chuyện với gia đình nhà gái. Lịch trình thì là gia đình nhà trai với đường xa cho nên chúng ta sẽ không có thể ấn định được thời gian cụ thể, và dự kiến thì gia đình nhà trai sẽ có mặt tại thời gian của gia đình nhà gái vào khoảng hơn 8 giờ đúng không ạ? Và lễ khai quy sẽ được diễn ra từ 8 giờ hơn cho đến 9 giờ kém, và sau đó thì nhà trai sẽ xin phép nhà gái được đón cô dâu Hoa Quỳnh trở về tư gia của gia đình nhà trai để tổ chức hôn lễ cho hai con nước Anh và Hoa Quỳnh vào 11:30 thứ hai ngày 1 tháng 3 năm 2023 nhằm ngày 12 tháng 3 năm Quý Mão. Thưa quý vị, đó chính là ý kiến phát biểu lời thưa chuyện của đại diện gia đình nhà trai chúng tôi, và để cho hai bên gia đình sẽ có một quyết định để đi đến thống nhất chung. Một lần nữa với lời thưa chuyện của gia đình nhà trai, trân trọng kính mời gia đình nhà gái cũng sẽ có những lời phát biểu ý kiến đáp lễ, trân trọng kính mời. Thưa ông bà, cô bác và anh chị em đến đây gia đình nhà gái chúng xin được đón tiếp và chấp nhận những lời của gia đình nhà gái, xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, rất tuyệt vời, gia đình nhà gái đã hoàn toàn đồng ý, bởi gia đình nhà gái nói rằng với tinh thần thương con thì con dâu, quan trọng nhất hai con đã thương nhau hài nhà sẽ nhiều hơn. Muốn chọn ngày tốt được của gia đình nhà trai, còn gia đình nhà gái chúng tôi sẽ hoàn toàn đồng ý, nhất trí với quan điểm với thời gian mà gia đình nhà trai đã lựa chọn. Đó là điều mà hai bên gia đình mong muốn để hai con Đức Anh và Hoa Quỳnh sẽ được trở về bên nhau chính thức nên lợi thành chồng. Thưa quý vị thân mến, như vậy gia đình nhà trai đã có lời có lễ và gia đình nhà gái cũng đã hoàn toàn chấp nhận. Đối tiếp chương trình xin được trân trọng kính mời bốn đỉnh ngày mai đại diện gia đình nhà trai tiếp tục khởi thân đứng dậy nâng cây trầu của lễ xin cưới người trao cho gia đình nhà gái. Xin mời bố mẹ của cô dâu Hoa Quỳnh xin được trân trọng kính mời bố mẹ cũng sẽ khởi thân đứng dậy để chúng ta sẽ cùng nâng đĩa trầu, đón nhận đĩa trầu của gia đình nhà trai. Thưa quý vị, được trầu lên đĩa phu thê, mẹ cha đã định em về với anh. Cây trầu của lễ xin cưới được nhà gái đón nhận. Hôm nay nhà gái đã chính thức chấp nhận chủ rể của anh là rể con là thành viên mới của gia đình nhà gái. Và bao giờ cũng vậy, theo quan niệm thì cây trầu lễ xin cưới nó hết sức quan trọng. Chính vì vậy, thời khắc này sẽ là thời khắc mà gia đình nhà gái chúng tôi đón nhận và sẽ cùng trao lại cho hai con để làm đây con này, sẽ đi đến từng bàn tiệc, gửi tới từng người những miếng cao, miếng trầu và rót những chén trà thơm để bày tỏ cho sự hiếu kính. Em lại em lấy cái quạt lại cái quạt kia lại mang lại đây này. Sẽ đi đến từng bàn tiệc với nghi lễ mời trầu, mời đưa. Quạt đấy có bật đâu? Thưa quý vị, kính quý thân mến, trong khi chờ đợi cô dâu và chú rể sẽ với tất cả sự thành kính để gửi lời cảm ơn tới ông bà bố mẹ, tới những người thân đã trở về đây tham dự chúc mừng ngày hôm cho cô dâu và chú rể. Ngay bây giờ quý vị chúng ta sẽ cùng lắng tâm tình cảm, được ánh mắt về với phía trong tư gia của gia đình nhà gái để chúng ta cùng đến với một màn chào hỏi hết sức trang trọng mà gia đình nhà gái chúng tôi xin được gửi tới quý vị khách quý, và đó chính là tổ quốc giao duyên dân ca quan họ mời trầu. Bởi người Việt chúng ta vẫn quan niệm rằng câu hát sẽ thay cho lời mời, lời cảm ơn chân thành nhất. Với tình cảm này, xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng lắng nghe tổ khúc mời chờ qua tiếng hát của nữ ca sĩ MC Lê Mỹ.